đi, đi đập gỗ đi. Yeah. Úi giời ơi, mệt thế nhở. Úi giời. Này, nhìn nhìn được chú mày, nhìn chưa mới đây. Nhìn cái chó gì ta đây. Chiu. Ờ, có cái hang gần nhà đâu này, Xem kia vô nữa. Cao quá. Chiu, bị chặt gỗ rồi. Thằng nào làm cắt crafting table nhá. Từ, đây, để đập gỗ. Cứ nhặt hết à, có cái gì nhặt hết luôn đúng không? Đúng, có cái gì bỏ hết túi anh ạ. Cả cứt cũng nhặt chứ. Ờ, cứt đến sau cần á. Ờ, có chuyển góc nhìn được không? Không. Nhặt đá nữa nha, nhặt đá mới có đồ. Anh chưa vô. Anh chưa vô à? Vô nè. Thằng ăn ngô. Làm nhà đây luôn đi này. Hay là đi đâu nữa? Rồi đi, từ làm nhà thì vội, đã tối. Ý là làm nhà để lấy đồ á. Làm đây luôn này, hay đi đâu làm được không? Mở. Ôi hai cái hang gần nhau à? Ôi được này. Ủa, mình phải làm campfire trước à? Hay là mẹ mày làm cả làng làm là được hết? Một người làm. Ok, đây được rồi. Đến mở đến crafting table kìa. 3 đá, 5 đá. Đây, ta làm luôn đây. Đây này. Ê, anh em chơi bóng đi. Làm cuốc này, làm cuốc chơi đập đá này. Đây, bóng. Có con nhện đánh em ấy. Ôi, anh em. Đó. Từ phải tắt mất rồi. Mèo em đeo phanh được rồi. Từ để anh cản đường, ơi, dạ. Con nó cắn chết anh ạ, thôi. Rồi, đớp đi, học tí cắn nhẹ cắn chết. Ê, xuống ăn thịt gà, làm gà. Ôi, đưa cho em nuôi một con, đừng đánh. Rồi. Ôi chứ, đưa quả trứng. Ủa, quả trứng này làm gì ta? Ôi, đi mẹ quả trứng để ăn à? Để nướng anh ơi, để nướng được đấy. Lâu ta ăn mẹ. Gọi là rán. Gọi là để rán. À, trứng gì quả trứng gì? Ê, à, mọi người, anh em có cái món gì nhỉ? Mẹ con này, cho anh con này đi. Nào! Mọi người lấy chế đồ đi mà đi. Mẹ em luôn đó mà! Ê, một đàn gà đây. Đầy gà đấy. Đây gà. Ô gà, mẹ chúng mày. Ông ấy vào ông giết mẹ pet tao. Nên mình đang chơi trò mắc ấy, kiểu cái gì đang chặt hai ba cây một lúc ấy. Qua đây nó bị một cây. Đó, mọi người làm rìu làm đồ đi, bữa gỗ đấy. Có thể chấm cái bàn được không? À đây, tao thấy cái bàn. Chờ tớ tí nữa làm cờ rồi mới có. Tí nữa. Nút giữa. Ôi con nhện. Anh phải làm sớm á, cái đấy phải để nâng cấp á. Chưa có em. Đây phân bón này, cái nhà được khứt này. Ok. Đút túi, cầm đút túi chưa? Oh. Ê, bét bọn này ra sữa này. Bét bọn bò ra sữa này. Mẹ mày. Em đập quay ai. Thôi, làm xong rồi mà. Ủa? Wow. Thằng kia nó cầm được cả cái quả này kìa. Hay ơi. Anh mua chè. Ê à. Anh lên bàn chế tạo, anh lượm gỗ lên bàn chế tạo mà chế đồ đi anh ơi. Anh cứ... Mày à, mày nó bảo là mày là ai kìa? Who I am, bố mày là. Nó... Cái đấy phải là sĩ mới nói chuyện được về sau này á. Đâu, bàn chế tạo ở đâu? Bàn chế tạo ở đâu? Bàn chế tạo trên kia kìa anh. Well, em chế chấm nhá. Ủa, đeo chấm được à? Ủa, ở trên kia có cái gì ấy, có cái lèo rồi ấy. Ờ, nhà dân đấy, lên mở rương lấy đồ đây. Ờ, thì chặt cây. Nghe chết đấy, đừng được chỉ lừa. Có bà bị nhẹ đổi bay hướng ơi. Tờ tạc vinh là cái gì? Anh chết rồi. Ơ kìa. Ủa. Anh bị đói chết là sao á? Anh bị đói chết đấy. Anh bị đói chết á.
anh phải ăn á. Yeah. Hay là nhịn cắn, hay là nhịn cắn. Tao gần anh kia gì mà anh bị định đói chết rồi đây. À, ba lô vẫn đây này anh ạ. À. Ra nhặt lại ba lô lấy lại được đồ á. Để anh lên anh nhặt lại ba lô. Alo. Gì thế? Rồi thầy. Vô. Ê. Nó vẫn chưa vô được á. Quá. Đây à, ba lô của anh đây à? Đúng, ba lô của anh. Thầy mở game á, rồi xong nó hiện cái đó. Rồi thầy bấm. Bấm hiểu rồi xong nó tự vô game được à, không cần tải gì đâu. Quá, sao lại chắc? Đó. À đây. Ê anh chế tôi nó mới ấy chứ. Mày mày ai mày con nhện lồn đâu ta bàn chế độ đâu ai dẫn anh đi với ai dẫn anh đi với ok nó ngay giữa anh ngay giấm dưới tí là có cái cờ nó mới dễ nhìn được. Quay sao từ từ nó nhìn nó giống Minecraft thiệt. Ở từ từ đó lại Minecraft đó đó đó, đó. Ê, đừng nha ừ không được không sao hết thế nhưng mà đẹp chơi mượt nè cô te mượt cô te á. Vô sao? À, cũng thích mẹ. Vô sao thầy? Mà khó nhỉ? Thầy... Đây. Thầy gửi tên cho con. Thầy gửi tên của thầy. Bọn mình 8 người đủ rồi mà, tại sao lại khó? Thầy gửi tên... Thầy gửi tên... Trời ơi! Chúng mắt như thằng ước tử kìa thầy! Được hai anh cái thầy! Bạn chế tạo đâu? Bạn. Ok, sao anh lên đây? Giờ tao dưới kia mà. Đây. Mình kiểu gì ta? Ta đề nghị là xóa cái server đi, tạo lại server mới đi. Anh nhìn thấy thằng kia bác sĩ không? Anh chạy chỗ thằng kia bác sĩ đi. Không, giờ xóa lại. Anh thấy à? Thầy đống lửa cho con. Đống lửa đúng không? Từ từ đã, đang lắc game. Ơ, thầy roi một lúc vào được mà. Sao phải xóa? Nhưng mà nó hiện cái gì? While internet connection provide a faster and more stable connection than wireless. À, cái là thầy không ở trong danh sách trắng của thằng sĩ. Cái kết bạn á. Ừ, bạn là được. Kết bạn là được á. Đây à? Đúng rồi. Giờ sao? Mưa luôn. Ui chết con mẹ, mưa đang ở xa nhà. Cái đó. Làm cái nhà mọi người. Làm cái nhà. Ok. À đập được rồi. Tạm như nào. Ui, đồ đá to vãi luôn. Mọi người chờ tao chơi. Ê, thầy ui, chính là thầy bảo thầy đi uống rượu luôn á. Thân ập vui chết. Anh chạy đi xuống đi xuống để em đặt cái nền ra trên nền nhé. Ok. Rồi anh chạy đi. Tôi đổi bên. Đổi bên. À, không muốn vào là được. Thịt bò, thịt cu chung một loại mà. Não được đấy. Thịt kết gà chung loại luôn à? Ơi, em vô hang đụng được luôn. Đâu, bây giờ muốn lấy tên mình ở đâu? Thầy nhìn cái tên ở chỗ... đâu nhỉ? Đây nè. À, Epic Game rồi á. Đổi ở ngoài Epic Game á, xong lên web rồi á. Chứ là cho vào trong này chứ. Như kiểu là... Đây nè. Đây nè. Thầy tu tích. Mày ơi, dùng cái cốc để phát nổ. Ấy! Con mẹ con nhện này. Con áp rồi đấy. Con mẹ con nhện này. Em có nhiều đồ á nè. Rồi sao nữa? Được chưa? Để con mời cho đồ thế. Bạc cao. Ủa anh ơi. Ở thầy cho anh bật đi được. Thầy cho anh rồi. Thầy cho anh rồi. Ok. Đấy. Thầy cái bị đặt que kìa. Đúng rồi, thầy xây village square chứ chứ. Hả? Thầy cho nó trước chứ. Nó hiện vô cái... Thầy cho nó tổng nhà chứ. Đá, vậy thì vứt cho ít đá coi. Vai cả liền. Anh không làm luôn mà anh. Thè, mẹ thằng hot là phế thế. Đá. À đây rồi, chế tạo được ra. Nhưng mà nó giúp cho anh vô đi ra ở trong cái lobby á, giờ sao? Ủa, thầy bật sạc đi đi. Thầy rớt đi, thầy tắt đi mất. Được rồi á. Thầy cứ bấm mưa ấy thầy. Ở chỗ... Chỗ... Thầy bấm vào cái Fortnite góc bên trái kìa. Cái nhiều người chơi nhất kia kìa. Cái 680k đó. Lego Fortnite. Bên góc bên trái. Lego Fortnite. Ui... Đêm lắm mọi người ơi. You are cold. Mình chết rồi, anh có 2 cái dìu rồi. Giờ làm sao để vứt đi một cái? Không, anh cứ để đấy đi. Anh mình cần dùng 2 cái.
Không, dùng được, không dùng được, phải chờ mưa, chờ mưa. Ủa sao đập mãi không vỡ ta? Kìa. Ôi, thêm ít đá nữa anh em mình up up cái này lên, sau đó lên thành level 2 với. Đây đây, anh có đá này. Cần 11 đá nữa. Ôi giời, 11 đá. Mẹ 100 đá anh có. Rồi. Đây. Ê, từ ta đi. Đây 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 đây, trước mặt á. Đấy. Thằng xin chào đó, thằng xin lượm mà. Tiến nhanh luôn chưa? Ơ, gỗ, thiếu gỗ thôi. Thầy nhà thiếu gỗ rồi. Đây 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 đây, gỗ này. 15 gỗ này. Đây. Hết lấy hết mẹ đi, đấy. Rồi đấy. Ừ. Ủa, nhưng mình để đây luôn à? Mình để trong nhà. Ê, đáng nhẽ mình phải ở gần hồ chứ nhỉ? Đáng nhẽ mình phải để chỗ nào đẹp đẹp chứ. Ừ, mình phải chuyển nhà được mà. Giờ cái tạm để lấy đồ đã. Không có con quái nào nhỉ? Chưa đến. Hay nè, hay nè. Chơi này chế độ bình yên là gì? Mày bị con không? Con à, có quái rồi. Chơi game bố. Đấy! Ở đây, nhà đây! Ê, phá, áp chỗ, bắt chỗ mày. Ê, thằng này được, thằng này bắt được cái nào ấy. Thầy, em cho thầy cái này, thế, cho thầy cái này, em vừa nhặt được xong, cái này ít người có. Đây. Ủa, anh nhà tôi tí gì? Cái gì ấy? Cứt gà ấy. Cứt anh có một cục mà. Đây, anh cho một cục này. Cái gì ở đâu vậy? Gì ở đây, gì ở đây. Mình có một con ở đây để cô vừa mình. Phải đi loot đồ đã. Này, cho tít một cái gì vậy? Hết chỗ rồi. Gỗ không? À, đây. Đó. Được chưa? Nè, bây giờ mình đi tìm cái gì đúng không? Gỗ thơm ơi. Thì ở đây mọi người. Chặt gỗ, chặt đá đây. Xây nốt cái nhà kìa. Ủa? Ui, nhiều quái thế. Nhiều mà. Ông xem chưa thấy con quái nào nhỉ? Đúng quái rồi, không nhìn con quái rồi. Đây, quái này. Ủa, sao mọi người biết xem bản đồ gì ở đâu ấy ta? Mơ. Chết đó chưa? Đi phạt. À, Quy là xây nhà nè. Hay nè. Lạnh. Mấy ngày nhập được mấy quốc hồng ạ? Cái mấy thằng này đứng im rồi. Không. Ê, chịu ăn hung ri rồi. Đi tìm đồ ăn. Chết đói rồi. Đấy, cho thấy đồ ăn đi. Trước gì đồ ăn? Hay là phải lo miếng chưa? Chưa. Cái grill. Hết cố rồi á. Tối rồi, hết cố rồi á. Gỗ hả? Có dạ. Một cục nè. Đây. Nhiều. Mọi người đi ra cho em đặt cái grill vào trong nhà để bé. Xí nè, gỗ nè, xí. Anh nào đứng trước mặt đây. Lại quá, lại quá, không được đặt được. Nè, gỗ này, anh còn gỗ này. Này, 2 gỗ này, lấy luôn không? Này, 17 gỗ này chứ. Đó, gỗ đó. Xây nhà đi. Đi tìm gỗ đâu, đi chặt cây đúng không? Đúng rồi thầy ơi. Đúng rồi, nhưng mà đang đêm tối ấy, quái vật nó ăn thịt. Đi giết quái vật luôn, đi, hai đứa mình đi. Đi giết quái vật đi. Làm cho thầy. Đi. À. Đây, thấy thằng kiểu mày. Mày. Đấy, quái mày. Vật đấy. Mày. Ta luôn biết rồi. Mày. Trời ơi. Được cục xương. Đây. Đâu? À, dưới này còn nhiều lắm này. Ta đâu vô hang. Đâu? Ấy. Ui, có gì trong này? Đâu, vào đây. Đồ cấp 2 ấy. Sao cái hang sâu dữ vậy? Vào hang. Em vào. Anh cũng vào. Ui. Có xe, có tên anh. À đây. Em cho em đi cùng với, em cũng cầm mang đuốc chứ. Con đuốc sáng này. Đi. Ui, coi dương. Dương có gì vậy? Em đi chỗ này ngay. Đâu có gì vậy? Em đấm hết này. Đường này bịp rồi. Thằng Thơm lượm hết rồi, nó đi lượm hết rồi. Còn á, nhưng mà em mới lượm có 3 cái luôn à. Đây còn cái dương này. Nè. Để ra không được. Cứu. Đây. Ủa, anh. Đây, dương trên này, dương trên này. Mà đéo lên được á. Không có cái gì hết á. Ê, nắm nè, ăn nắm được không? Được. Cái sao nhỉ? Được. Cái gì thầy bổ ấy thầy? Cái gì? Cái gì bổ? Nè, soi đèn cho mà đập, soi đèn cho mà bổ. Đây, cái này nữa. Đéo vậy. Ê, hình như mình phải xây nhà để lên cái dương này sao ấy. Ờ.
Trời ơi. Đéo có gỗ luôn á. Gỗ anh... hả? Có 5 gỗ nè. Ừ, hay hay thế. Hợp lý á. À, xây bậc thang đi, xây bậc thang lên đi. Ê, cùng kim cương 7 màu là cái gì á? Nè nè. Ở đây, cùng gì 7 màu là cái gì á? Ở đây đi 7 màu luôn á. Cùng gì bye bye 7 màu nè. À, đi theo vào đấy, đi theo đi, đi theo nhặt đồ đi. Rau 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 rau. Quá. Thế luôn hả? Ờ, chết luôn rồi. Thầy. Respawn đi, respawn. Respawn về nhà mà lấy đồ ra thầy ơi. Ta chạy ra đây lấy đồ. Đói quá, đói quá, đói quá. Thầy này hay này, đồ chưa có cái đòi vào hang này. Ông ơi, đồ trong hang chẳng có gì á. Ừ, mày phải chế đồ để vào đây lấy đồ á. Đi ra giết quái vật đi, ra ngoài kiểu gì. Ủa, ở đây có cái quái trời trái cây nè, mẹ, nãy bây giờ ăn nó nè. Ủa, sao thầy không không xin thầy, em có nhờ mà. Để tao kêu tao đói thế thôi mà có cho mua nè. Chết rồi. Tao thu thập trái cây tao ăn. Cái cục ở đâu ấy nhỉ? Chỉ có những cái bậc bậc ở đây, 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 rồi. Đây nhiều gỗ mà, trong này nhiều gỗ này. Nhưng mà gỗ đấy phải dùng quốc quốc hơn để lấy anh. Ủa, hết mẹ gỗ rồi. Đậu bọc. Cái trời không có cái rìu. Cái rìu quá, cái rìu quá. Đập tay cũng được, đập tay cũng được. Quê quê, xin lỗi, xin lỗi, lộn lộn. À được. Ờ, kiếm nhanh sói nha. Ai, cây thủ chết sói nha. Mẹ thôi, chưa gì đã bắt tao đánh nhau với sói rồi mày. Sói mới đâu phải đánh á, phải kiếm đánh sói để chế đồ á. Bắt buộc á. Mày. Mày. Rồi, đặt đấy, đặt đấy. Ok chưa? Có gì không? Ok em ơi. Có lấm với cả tơ nhện. Ngon. Mình chia luôn. Kim siêu. Không biết làm gì luôn, cứ để đấy. À, đây, đây cái đá đập được, cái đá đập được đây. Như than rồi. Anh có thể bật đèn không anh? À, địch của mẹ nó cũng là đá thường à? Ờ, nhưng được nhiều á. Nhưng được nhiều anh thôi. Kiếm cái con mà để lấy cái siêu á. Để nâng thôi. Ừ. Anh cũng đang đi kiếm. Thôi ta thôi, ra ngoài xem có gì ở ngoài không? Em thử đập mấy cái này ra ngoài. Ôi ơi! Ê, núp lộn lúc nào vậy? Quy ai ai, control, control, control. Trời sáng rồi ta thôi, ra ngoài đi. Anh ơi. Chết rồi, quên mẹ đường về rồi. Để có cần gỗ nữa không? Thầy nhặt về. Để cứ nhặt đi. Thầy có, cần nhặt đi. Tí trong nhà cần. Bọn này nó tư bản mà, nó hay đi bóc lột mình lắm. Ở kìa, mẹ người ta cũng còng đít lên đi farm mà. Trời ơi, ai chặt cây để lấy cái gốc này. Đi kiếm sói. Đi kiếm sói đi. Bao giờ mình mới có kiếm nhỉ? Có rồi đấy. Ủa, có rồi à? Chế được rồi đấy. Bà cần gì đấy, cần gì đấy? Cần gỗ á. Cần gỗ thôi. Cái ván, à cái gỗ chế thành chế thành cái chó gì chứ mẹ. Em đã có kiếm. Cần rút anh. Vô lần rút. Đây, sói đây à? Đó. Ủa cái rìu này hỏng có sửa đâu hay vứt đi luôn. Wonder Root là cái... mày là cái lồn đi. Wonder Root là ở trong cái... chế bằng cái máy ở trong nhà ấy. Đã hiểu, đã hiểu. Ê, đây có bò sữa này. Bắt sữa. Bò... Ui, chạy. Ê, có cái nhà gần đây có ai lấy chưa? Không biết em. 5 cái. Cái. Thôi thầy ơi. Trời ơi. Anh đây. Không lâu quá à. Thật hàng ơi thầy ơi. Mình bị ý thức cái thầy. Trời ơi. Thế điên. Đứng đợi thật mà. Tè. Cù ngu.
Đấy, sắp xong, sắp xong, sắp xong. Một nửa nữa, một nửa nữa. Rồi đấy, cho thầy lấy đấy. Thầy làm đấy. Làm gì đấy? Kiếm mấy cái. Năm cục hết rồi. Sao thầy? Năm cục, năm cục. Năm gỗ. Ôi! Heal gem là cái gì? Heal gem là cái gì? Heal gem là để hồi máu anh. Tăng máu á. Nó lo thức ăn đó, nó thức ăn đó. Thế này cần ai siêu là... Khiêu bóng đêm! Ro là cái lồn gì? Xẻng à? Mình chắc mình phải đi làm xẻng rồi. Đi mẹ mày quay ra hướng nào có người đi mà. Phải nhìn thật đấy. Còn này nó... Thế thầy tiện thầy có thể làm cho em khoảng chục cái miếng đấy được không? Em có sữa bò nè. Làm gì? Làm cái cái cục tròn tròn á. Mấy cái gỗ này được một thanh kiếm ta. Năm cái à? Cục về làm kiếm á. Năm cái mấy cục nữa. Làm càng nhiều càng ít. Thôi, có thằng đứng làm mà đứng tranh cái máy của tao rồi, tao đi đây. Đợi xíu. Kìa, lấy đèn đi. Lấy thằng grab rồi đúng không? Hả? Lấy thằng giường đúng một con á. Mình có mấy grab rồi đúng không? Đúng. À anh gặp một con đây nữa đó. Là cái đấy đấy thầy. Mà kiếm một con đấy em. À là cái bên cạnh bên kia. À, đi làm cái máy nấu ăn cho ngon rồi. Đây. Grill thầy ơi. Grill. Đi chờ building park. Grill. Ê cái lò nướng ấy, cái lò nướng ấy. Hả? Con này chưa được hút, đọc đập đam to hơn đấy. Anh gặp rồi đấy vừa. Ủa? Bây giờ mới đá. Là em có lấy ở đâu? Có hai cái là thành ba cái rồi đấy. Đủ đấy, đủ nâng rồi đấy. À, cái người real này ơi hai con sói vậy thôi là cần cái gì đây đá à? Ủa mày cứ lăn qua người đó không lăn quay đầu á lăn sang trái sang phải em luôn ok không nhảy nữa được mẹ bố đập luôn đéo đập luôn mà đi về nhà chị em có hai cái được đúng không chưa ok thầy về nâng được rồi thầy cần bao nhiêu đá thầy cho em nè không thầy có đá rồi mà sao không làm được cái máy nướng thầy đủ gỗ chưa thầy đủ gỗ chưa làm gì có gỗ không nhìn cái máy đấy rất là có cần gỗ còn à còn 30 cục đá mua 30 cục đá 30 cục đá phải ừ cái bò chạy nhanh để cho này còn 2-3 cục này còn 2-3 cục đâu 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 ôi đi xa làng quá ok mày con bò này đứng dậy đánh nhau với tao mày à mày ôi em bị lag rồi chị ơi. Đã lag. Trông tụi em sắp chết quá. Ơ. Để đựng không? Có tủ lạnh để đựng không hay cái gì để đựng đồ ăn? Không. Để trên này có loot tiết á. Thế lên thì vùi vào đấy được rồi. Là sao? À có cái rương nè. Về cho đồ ăn cái. Em đâu rồi? Từ. Ngay đây rồi. Ê trên cái đồ gỗ là đồ gì ấy mọi người? Đồ Uncommon và đặt tên là gì đây? Cannot Memory là sao ta? Không tên anh ạ. Nó đặt theo gọi là màu ấy. Ừ. Không phải là màu nó gọi là trên một cái mà xếp hạng mà xanh đỏ vàng là cái gì vậy anh nhỉ? Nhá. Yeah. Ở đây. Nó là Colo em ơi. Cái Colo. Thì mày bảo không phải màu thì nó là Colo đấy. Ừ để cho con đừng. Đây đây nằm đây trường anh đâu cái máy Colo à. Nhắm hai cái đấy. À thì nó là Huê. Mẹ kiểu văn gỗ. Ấy tôi chết con mẹ rồi. Trời ơi thầy lấy à thầy làm gì đây? Không thầy lấy để thầy bỏ bán gỗ vô. Chạy. Rồi thầy đưa cái kia cho con. Tôi đây là bán gỗ đó. Sói nè. Ui con sói to này á. Mẹ thầy đưa đi.
Nó sói yếu á. Ừ, sói yếu thật. Chỉ được cái to. Chỉ được cái to xác đứng chém solo còn được mà. Đây là phải làm nhiều flank đấy, tí đấy. Làm nhiều lên. Nành sói. Từ từ mình phải ưu tiên full đã. Đấy, không phải tool đâu, giờ để anh làm cái máy ấy cho này. Này làm mấy cái rương cho. Mấy cái rương đựng đồ. Này là mấy cái rương đựng đồ nè. Gỡ chung với này. Nè nè nè, đi farm về nè, 30 gỗ này. Làm đi. À, con này là cái gì? Con này là cái gì? Mày là cái gì? Con to to, chuyển tròn luôn anh. Con này là con cặc. Con bố. Cũng vừa. Ờ, con máy nhà này. Anh lấy thịt đi anh cái gì? Thưa không khí anh chết đấy. Ờ, anh ăn rồi. Anh đang no rồi. Thôi, em có đang đứng đồ nè. Đứng đứng đồ nè. Cần nhiều á thầy, một cái dương này có 20 thùng hàng á. 10 á, 10 hàng á. Làm dương xịn mà đưa cái dương xịn phải cần cái gì lạ lạ không mà không làm được luôn á. Sữa. Sữa thằng nào ấy? Thằng nào giấu sữa ở đây đây? Okay. Thầy đưa con mình đi quán. Phải này sĩ. Rồi. Em thơm này cứ đứng rình lấy thịt thế sao ấy nhỉ? À. Nhưng mà nè, em có bỏ được chỗ gỗ này. Chứ người trường mà sắp. Nè, gỗ này. Anh cái đôi, anh đâu vào rương đi. Ủa? Đồng ý, em nhặt được có 3 ván gỗ thôi thầy. Ừ. Thì đó là thầy quăng ra trang sĩ mà em nhặt rồi đó. Mọi người đếm mọi người em mà. 4 mảnh nữa. Trong đó. Đây, đủ rồi. Này, kiếm mới này. À, quên rìu mới này, đi chặt vô trong game mà chặt này. Ủa sao để chế tạo được cái game mới hay ta? Rồi đây. Ôi. Vào crafting table. Chế tạo. Chuông. À, mẹ gì không chạy nhanh được. Đánh lồn thế. Bon này là xương à? Cần xương để gỗ này. Đây xương em có này. Đây này. Cái gì đây anh em? Sắp mưa. Xương. Cái gì với tao dòng kìa. Ok. Chết ừ. Em. À là cái cầu vòng của Hưng. À. Ủa, xương đâu? Xương em đâu ra rồi? Đây. Ra cái kiếm xương kìa. Ai à, có kiếm xương luôn à? Xương kiếm ở đâu á? Xương bên ngoài á, quái bắt đêm. Phải 3 xương mới đủ. Em đôi 5 cái mà. À, chúng mày cần bao nhiêu con sói nhỉ? Cần 3 cái không? Cần nhiều lắm. Cái này nè. Đâu vứt ạ. Ok. Mày Long Sword. Đánh nhau với chiến binh, mẹ mày chiến binh là nghẹo à? Thôi đi kiếm cái lúc chút đây. Thôi chết mẹ. Cái hộp của mình ở đây hộp này. Em có nắm hơi nhiều á. Bỏ ra chơi đi em. Không phải nghĩ. Hưng ơi. Ồ địt mẹ Hưng xa nhỉ. Thầy đi không thầy? Thầy đi với... Ở đâu Hưng gần hơn mà. Thầy đi với con bỏ người mấy. Mày đúng rồi, đúng rồi đó. Để con... Yeah. Ê, cầm cái gì về đây? Ở dưới sông. Đâu gai. Nhưng mà, tao có quà đây. Đi thầy ơi, đi vào đây này thầy. Đi nhà, ra anh chậm. Thầy đi lượm cái này về làm đồ đó. Ôi, thằng Trường có cái gì xịn đấy. À, cái cúc xịn mà có kèo đều. Đi đâu có, khó. Ấy em có. Trường ơi. Thằng mấy gỗ trường. Thôi anh. Vào hang đi chặt gỗ đi em ơi. Đâu anh đâu vậy? Đây. Anh chặn em này. Đâu, anh đứng đâu ấy? Đây, em đang bê thùng đúng không? Đúng anh rồi. Anh cho anh 7 gỗ này. Ủa sao mình có 7 gỗ rồi ta? Nhưng mà em không cầm đuốc theo, ai cầm đuốc không? Đây anh cầm đuốc đây rồi này. Đây tao để cái thùng ở nhà đó, ai làm gì làm. Ok. Trong này chế tạo cái gì nhỉ? Hả? Đúng gì nhỉ? Quên rồi. À, mọi người, mình có phải lọc đồ không mọi người? Hay là mình cứ vứt tích nhỉ? Cứ bỏ trong rương á. Để khi cần á. Thế thì mày lại không về rồi. Thầy, thế rồi mình phải lọc đồ á. Tao hỏi dụ rồi. Ừ, chơi game không lọc đồ. Ờ, à, square là cái gì? Square. Ờ, wet. Tôi nhỉ. Cái gì đó giờ? Tiếng gì vậy mọi người? Ê sợ quá. Mưa rồi. Chạy ra lé. À đây ơi, có ghiu.
gì? Ủa? Chóc thịt mà kiểu gì? Có dấu cộng không anh? Là cái gì vậy? À đây 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 đây. Như thế à? À, tao cho 6 thịt vào nha. 6 thịt của tao nha. Nhưng mà làm sao đi kiếm thương? Giết quái em ơi. Giết quái em. Anh có 2 cái rồi này. Ủa? Vứt cái thùng cái ra kiểu gì? không vứt được đâu, anh phải bê cả đời á. Bấm mè. Anh bấm tab lên xong rồi anh có ấy, anh kéo ra ngoài được á, cũng được á. Ôi, đi giết quái nào. Đi, tít làm gì tít đây, đi săn quái vật tít đây. Đi xây nhà đó. Máy. Cái máy này là để trong nhà. Máy, di chuyển cái máy này đi là di chuyển sao? Hay đặt bể nó đi. Máy, máy hỏi chấm. Yeah, đủ xương rồi. Ô, quái vật giết gà. Quái vật giết gà, quái vật giết gà. Ai à? Cái này anh chém khỏe nhau. Chém phát chết mà. Ơ, cái máy kia đâu rồi? Ai phá cái máy kia rồi? Đây. Ủa? Máy kia đang trong nhà mà. Làm cái nhà đây ở mà tự nhiên bỏ cái máy vô. Nhưng mà mưa không dùng được thầy à? Mưa là không dùng được thầy. Mưa là không dùng được á, phải để vào trong nhà thầy. Xây mấy cái nhà rồi. U là trời. Đây này, hai này. À, thôi đó thầy, thay cái nhà. Anh thằng ơi, cho em 4 xương này. Ủa? Em cần, anh không cần à? Ủa, sao anh không thấy cái kiếm xương đấy? Anh bảo bà chỉ tạo. Bấm mẹ đây. Chỉ tạo á, phải bà chỉ tạo á. À, bà chỉ tạo, đủ mẹ mày thề. Long sword. Thầy ơi, thầy làm lại cái kia được chưa? Thầy để em làm. Làm đi thầy làm nhà đó. Nó là lâm bùa mưu. Ôi thầy chết mẹ đó, cái là sót sửa quốc hay đó, cái là cái lòng sửa quốc. Ơ, làm sao để quay đầu ấy nhở? À, đầu gì? À, thôi. Chúng ta bỏ một vậy thôi. Ủa, đây là nền nhà. Đúng rồi, móng. Anh còn kiếm không? Vậy mày kiếm mày. Đi làm lại. Anh này 5 cái này đi anh ơi, em làm cả máy nữa. Ờ mẹ mày, anh đang định đút xương mà đây anh. Ủa xương mình đến đâu ta? Xương anh cầm ở người chế chứ. Ủa? Ô, ai còn đá không? Ủa, còn đá không? Rồi, ai còn đá không cho em biết đá với. Anh ta đâu còn đá không? Để em làm cái máy đi. Ờ anh có. Ủa sao nó bị lồi ra một cục vậy? Phải có trụ, phải có cột, từ bỏ cái này đi được không? Cái này có cột là cột gì? Cột nhà. Chí? Cột vuông vuông ấy. Tự nhiên cột nhà. Để chí. Dân xây dựng mà các ốc phải có cột, các ốc phải có cột. Còn mới nè, em còn mới nè. Ok. Cái này hay này. Để nó xây cho đi à. Đấy rồi, mang gỗ clut chút về cho mọi người làm rìu cấp 2 đây. Đó. Được chưa? Cái lỗm kia thấy sao? Cái mặt ngoài ra trong cái mặt trong ra ngoài. Đi ra. Nhiều cấp 2 thì cần bị clut rút. Nhặt gỗ này đi. Hai cái mỏ neo á. Anh xin lỗi. Cô chim, anh xin lỗi. Anh xin lỗi. Ôi, địch của mẹ này sĩ biết xin lỗi rồi mọi người ơi. Như mình kiểu mình chơi đúng game cái sĩ biết xin lỗi sao? Mày đưa đường ra ở đâu nhỉ? Mày cứu ấy. Ủa trời ơi, làm cái tròn để cho máy chế tạo kiểu gì? Tròn là cái gì? Cái tròn mày đút vào cái máy chế tạo là cái gì? Đây anh bấm vào đây nhá, xong rồi nó hiện công thức anh. Anh thấy cái cu nút rút ở dưới không? Anh bấm công thức đấy, xong anh bấm số cộng cái để thêm gỗ vào. Số cộng ở trên á. Cửa ngược rồi, tít ơi. Ờ, cửa đúng rồi. Địt con mẹ mày thề. Anh bấm cu nút rút. Cửa đúng rồi, đừng có cãi. Anh làm gì có cu nút rút mà anh đòi bấm vào? Đây, cờ rút chút đây. Thế, anh đây chạy cờ rút đâu. Thế ta có 4 xương thì xương để làm lồn gì? Xương để làm rìu thôi. Cái rìu thôi. Cứ mỏ neo cho chế được. Trời ơi, đây anh này. Đi ra rồi, cái cờ rút lên đây, lấy đâu đấy? Lấy trong hang đấy anh. Bọn đây, ta đem về đây. Thế cho tao xin 3 cái được không? Đây ơi, em dư 2 cái này, anh lấy đi. Kiểu 3 cái cơ. Thế thôi em đi vào thật tiếp anh. Ok thôi, đưa đây. Cái máy là cái gì vậy tí? Cái máy á? Ờ. Đây, để xây máy. Thằng nào, đôi một cái nút bút ở đây. Thằng Hưng. Có máy. Đây, 5 cái này. À đây, 1 cái. Đéo cần nữa. Anh cầm tạm đi.
Nào. Ít đồ ra đây nha, ai lấy nha, em đi vào tập tiếp đi. Nào. Ơ, có cái gì square gì rồi đấy. Đấy anh cho bốn thằng nào bốn cái crude hút đấy. Anh đánh xếp hạng mà. Ê, em bị lá của em, con phải còn có 2 kìa. Mọi người đừng lôi lòng nha. Ui, được cái máy đâu, nãy giờ không thấy vậy tí. Đây. Ok, xây đi. Tôi ra đi tìm gỗ, tới giờ để xây giường tiếp cái mấy đứa, 8 cái giường hả? Không, xây 2 cái nhà, mỗi nhà. Không được ngủ đâu thầy ơi. Chưa cần giường đâu thầy, chưa cần đâu thầy. Không cần giường đâu, không phải. Chưa cần, thầy chưa xây cần. Giường rồi, thầy lá xây giường rồi. Ui, thầy này nhanh nha, thầy này chưa gì đòi đây làm giường rồi nè. Thầy cái gì đây ngủ rồi nè. Thầy ngủ quá, nó không sáng đâu thầy ơi. Anh một cái nữa, ok. Mày quá. Chứ bây giờ nó mới sáng. Anh mở thêm Bluetooth cho em này. Ê sao? 45. Sao em không chế được nút kìa? Muốn xoay cái máy lại thì ấn nút nào? Lăn chuột anh. Lăn chuột. Quá. Dìu mình là dìu xịn rồi mà. Quá. Giờ mới biết. Trời ơi, nó không khớp rồi. Nhà to quá tí thôi. Chị? Hả? Chế đuốc ở đâu ấy? Chế đuốc ở trong... Quy. Chỉ đốt cho bà chỉ tạo ạ. Ai làm thêm mấy cái dương được không? Mẹ mình vứt hết gỗ cho mọi người rồi. Ai có đồ ăn không? Ai có đồ ăn không? Alo, cứu với. Hết. Ai đồ nó có xóa không nhỉ? Mình vứt ra ngoài nó có xóa không nhỉ? Không xóa. Tốt nhất là đều cho hỏng mấy cái. Mình sẽ thôi, nhặt lại hết dìu đi. Nhặt hết mấy cái này đi. Xây nhà là tốn gỗ đúng không? Sau này xây nhà đẹp anh ơi. Cái nhà này mình để tạm nhà thời á. Nhà này tạm thời anh. Mấy cái tạm thời này thì xây nhà là được. Mẹ đẩy mẹ rồi. Em thơm đủ chưa? Thôi mình đi farm đi. Nhà này lỗi rồi. Đấy được mấy cái rồi, ok. Trời ơi, tao nhiều đồ quá. Mọi tao đi loot nhiều đồ quá. Chúng mày làm cái giao cái dương đi. Đợi gì? Cái máy ấy đang... Ui, ai làm cái nhà xấu này? Cái kìa. Cái mẹ máy còn lệch cái đấy chứ mọi người. Máy là lỗi làm á. À, máy thằng Tý nó làm á. Máy đang bị lỗi rồi. Tại sao cái nhà nó đẹp luôn chê. Ôi trời ơi, lại còn mở cửa ra ngoài nữa. Tè. Thấy chưa, mở cửa sai rồi. Mở cửa vô nhà nó bị chặt cái nhà, mở cửa ra ngoài cho nó rộng. Ơ kìa. Cái nhà xây nhà không có quy hoạch nữa chứ. Trời ơi. Phong thủy là không được mở ra ngoài. Lại là phong thủy à? Nhưng mà đất rộng mở ra ngoài cho thoáng á. Mở trong nhà cho chụp nhà ra. Đúng rồi đó. Chỉ có chỗ nào bé mới phải là xây trong. Đây anh bỏ thêm một lần. Ơ kìa. Sao? Em định bỏ cái wooden root cho em mà. Từ em. Ờ chúng mày cái gì nhỉ? Cái khu là cái gì đấy? CORD là làm từ gì ấy? Địt mẹ đéo xem là công thức nhỉ? Cái thế nhỉ? Là sao? Anh nói cái gì vậy? Cái mà làm kia ấy. À cái rút. Từ làm khiên. À cái đấy. Cái đấy là cái con đúng không? Nó tròn tròn á. Ờ cái con đấy là anh phải dùng thì là tại dùng cái máy á. Dạ lỗi dùng rồi. Cái gì? Lộ má. Thì anh phải làm một cái máy để dùng để cái về xem lại là vừa mình chặt gỗ. Cháu hiểu cả cái luôn. Cho xin cục gỗ ấy tí. Cái máy. Mà khiến là cho cái máy này. Máy gì? Ê cái máy để đổi kiến thoại. Có thu lại được cái máy kia không? Có thu lại được cái máy kia không? Chúng mày đừng cứ vứt cuốc dùng chưa hết ra ngoài được không? Gỗ này tít. Chúng mày sử dụng hết đi á, đừng vứt ra ngoài. Thiếu đồ em Trường. Hả? Thiếu wonder gì đấy. Em cũng không có. Để tí, để anh ấy. Ừ, phải bắt cái cầu thang á, để làm cái cầu thang lên á. Làm để lên cửa, ok không? Nhưng là cần cái gì đấy? Cần ván à? À, mình phải đi chặt gỗ để chết mẹ ơi. Đây. Để mấy cái đồ thừa. Để đi qua cho. Ảo thật đấy. Kiếm. Ok. Rồi. Ê Bảo, đập cái cửa này đi. Quay cái cửa vào trong. Không có quay. Mày đấy nhờ. Ok. Đây này hay này.
Quá, wow, con mẹ này bắt mình làm ván nữa. Ván. Quá, mấy cái ngô tao nướng đâu rồi? Thịt thịt mẹ bọn này bú nhanh thật đấy. Đây, anh bú. Anh bú mẹ. Ta. Chờ ba ngô này. Quá, em nướng 5 cái mà anh đã bú 2 cái rồi. Đâu? Đây, tao nướng mà. Đồ cho, tao nướng thịt nhiều lắm nè. À, đây để anh nướng thịt cho. Cho em gì 2 gỗ được không anh Tý? 2 gỗ anh vừa đếch cho Tít rồi. 10 thịt rồi đó. Nè, à, anh còn 4 gỗ này, cho này. Hay quá. Thiếu 5 cái blank nha. Đây, tao cho mày... tao cho mày 3 cái, 2 cái. Được. Đâu? Tại thế, chưa xong, tao phải lấy đã. Nhưng mà vẫn thiếu mà, mày vẫn định tìm á? Không, để nó đủ, tao còn một ít nữa thôi. Là để tao làm cái máy ấy cái. Để tao đi đập thêm đá cấp 2 nữa này. Đá cấp 2? Mẹ mày chỉ ra đây tao đập cho. Đi vào hàng á. Đi vào hàng. Nhà đá đen đen đấy. Cái đá màu trắng á. Tao biết. Đây, đôi. Không được rồi, cái máy kiểu này không được rồi, cứu tao với đâu rồi. Đó, thấy không? Cái máy nó bị lệch á. Đây. Sữa làm gì chúng mày? Tao cho chúng mày sữa luôn đấy. Sữa uống để tăng lấy á. À thế à, tao thử lấy lại. Nè, răng cho sói này. Rồi, hết rồi đấy, đi tham rồi. Đâu, cái mảnh ấy mày đôi tao chưa đấy. Ủa? Tao bảo tao không cho đâu mà. Ủa? À, không cho thôi. Đi mẹ, tao làm cái dương không phải thế à? Đủ rồi. Ủa? Quả trứng để ăn à? Tơ nhẹ để làm gì? Cái siêu ấy. Ê, mẹ thiếu gỗ. Chắc chắn là có tác dụng rồi anh. Để trăng vào góc nhà anh ạ. Đâu rồi? Anh nghe bài của Đen Vâu chưa? Anh chưa biến thành người nhện vì trong lòng nhiều tơ vương. À. Wow. Hay á. Đi ơi, ta thấy được cái máy rồi, đi ơi. Đâu. Đánh giá cao rồi này. Mẹ mà chuyện. Cái này phải bỏ đi, cái này phải đập đi cái cầu thang nè. Đập cầu thang, xuống đập cầu thang giùm ý. Đây. Đi xéo rồi đi. Trời ơi, đập luôn cả cái nhà mà. Không, mày xếp. Mày đánh nhầm chiến binh rồi. À, con mẹ mà phát luôn. Trời ơi, tao đẹp vậy mà làm cái máy làm hay xây dựng cái gì đâu á. Ai xây dựng không? Thế còn hai bên này. Bên nào? Bên ngôi nữa. Đây, hai đó, bên không thì nó là vậy đó, vậy đó. Ơ, tao chết con mẹ luôn. Vừa luôn. Là hát nào à? Trời ơi. Ôi thôi thôi thôi, con mẹ mày. À không cái. Hở mà. Trời ơi. Quá đây. Con mẹ mày chết rồi. Farm đi. Con lồn chó sói nó giết chiến binh của làng rồi. Mẹ mày. Chắc đủ gỗ rồi đấy. Chế cho mọi người một cái bàn nữa rồi em đi vào hầm tiếp. Anh Trường, anh chưa còn lâu quá. Còn lâu mới hết đấy. Bao nhiêu phải có trên cao nữa. Ok. Ê, đi con mẹ em, con này có biết chiêu ném đá nữa rồi. Anh Tizi ơi. Ơi. Ra anh sau đây ra. Có con này chơi hay á. Đâu. Từ từ em ăn này. À, đấy, anh nhìn đấy, nhìn nó kìa đấy. Ôi ra giết nó, ta giết nó em đi. Cầm kiếm lên. Ai à. Quái vật.
mày. Anh ơi, con mẹ với chó này. Ai còn xương trong người không? Em rương á. Không có gì đâu, mất hết rồi. Mất đi rồi. Em còn nè, em còn nè. Đâu, em đâu? Còn gì? Em rồi, ngoài này anh còn nhiều thứ đó. Cần chắc cho ấy thôi. Đây. Này em nè. Ba cái thôi, ba cái thôi. Không, mày ném cái đấy cái chơi làm gì. Ừ, tao chặt cái kia có to rồi nè. Đem cái đố mày. Anh có một cây á. Chỉ để bạn chế tạo em. Ui chết. Nãy lỡ quăng bạn tìm. Ờ, đúng nét làng này. Cái lút chút đá. Chỉ cái máy ê bà ơi, ví dụ em có cái cung á, mà làm sao để cho cái cung nó hồi độ bền nha. À, em bỏ cái cung vào cái rương, xong em lấy tay em đập bể cái rương đi, là nó sẽ lại tấp full đầy cho em á. Cái này chích nè, anh mày chích. Chích nè, chơi chích nè, anh chích nè. Chơi mà chích nè. Để mất công đi xa. Điếc, chơi thì không hay á. Chơi mà chích lỏng không hay á. Cầm tay hay là cầm ghiêu? Cho vào rương. Ok. Ê, nhưng mà không phải rương ở nhà nha, em tự tạo rương đi. Cái này. Trong hang có rương đấy. Con như vậy rồi. Nửa cây, nãy mới lượm luôn. Thằng nào có lượm quẩn vô tao hèo. Cái hèo. Wow. Thiếu gì không thiếu đi thiếu gỗ là sao? Em vừa làm hỏng cái cúp vào. Cái cây gỗ cấp 2 trông như nào nhỉ sĩ nhỉ? Gỗ cấp 2 trong hang á. Nó on tala văn á. Trong hang á, sao ở ngoài không có à? Ở ngoài không có đâu. Bán lâu thế bây giờ mình đéo cái hang thì sao? Hang ở gần nhà có hai cái hang đấy còn đâu. Điệu còn không? Còn anh làm gì có ai đập. Ê, ấn vào cái cộng ở trên là nó tự chế tạo đúng không? Đúng. Ủa, mất luôn này. Hay này. Anh chơi em tí, để em mấy lần. Anh chế cái đồ cho nàng. Tít đứa em gì ấy. Em đợi, lấy gỗ. Ui. Ui. Ây ui, giật làng à. Cái đi. Đây rồi, đây chế được rồi này. Đây này, cái máy ấy này. Đấy. Này này, có chiến binh nào muốn đi ra, muốn ra đánh nhau với dân Lào không? Ta giờ ra đi xuống hang đây, ta truy xuống hang tao sống. Rút gỗ ở nhà, ở đâu? À đu, nó hỏi rồi bỏ 100% luôn. Quá xịt. Chơi mà trick and tip. Em xin tục cái công chặt ấy rồi, cái công chặt rút rồi. Ủa anh bảo đâu? cái trái tim mà bị mất thì là ăn cái gì? À, ăn gì được em? Thịt à? Ok. Thay lên gỗ này. À, ván này. Ok. Đi vào hang tiếp vậy. Có hang đâu rồi? À đây. Đấy, vào hang đây ta luôn. Đợi tí xíu bỏ ra, xíu bỏ ra. Đi với ta luôn này. Để ta đi. Mày có cầm đủ ván để chế rương không đấy? Không. Mày chế ván đấy, mày chế ván đi. Thế đạp lỗ kia luôn rồi. Ta vào đi. Đạp lỗ cái kia rồi mọi người ơi. Cái kia thì gì thầy? Cái giống lửa. Xây lại. Cái gỗ cấp 2 là cái treo trên cây à? Trên tường kìa. Cái oan non đấy. Đấy, ôi cái này. Ok. Đó đấy. Rồi đập đá đã. Các anh công nhân bị tư bản đốt lột. Ui, Taro ơi, anh gặp nhiều quái vật quá. À dạ, anh em ở trong hang anh. Ủa, sĩ. Hả? Ui, có sói này, có sói này, có sói này. Diều gì mới đập được? Hay là cuốc được?
Diêu, diêu, diêu. Diêu hình như không dùng được. Diêu, diêu, tao đéo đập được. Đấy, diêu này này. Đưa, đưa diêu đây, đưa diêu đây. Ê, anh bảo. Sao mày lại có cái diêu đấy vậy? Một người có giết được sói không? Một người có giết được sói không? Có anh. Thế thôi mày đi đập bay, tao đập đá nhá. Chị ơi. Ê, đi con mẹ bằng sĩ là còn nô dịch cả con em NPC kìa. Em nói chung. Spinning well của sĩ không kiểu cái gì ấy. Cái gì? Spinning well của sĩ. Không thiếu gì cả em ơi. Nhưng mà nó không chạy á. Cái gì không chạy? Ê à. Đấy, ở nhà này ai chế này. Ủa. Sao là không chạy? Chạy thôi, chạy thôi, chạy thôi, chạy thôi. Anh có bỏ đúng đồ không? Đến ai nghe. Để thôi, chị thôi đó. Anh sắp chết rồi, chạy chạy. Cứu, 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 cứu. Cứu, cứu, cứu. Ai 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 ai. Cứu anh, cứu anh, cứu anh, cứu anh. Giết nó đi. Anh chết mẹ anh rồi. Tao để sử dụng cái giáp này. Ừ, giáp phải vô đây nha. Trời ơi. Ê, con tùy tùng này có ai đây? Em lấy nhá. Lấy đi. Em phải cho nó đồ nó mới đi theo em á. Không cần á. Ai, em đưa cho nó cái đuốc rồi. Đuốc của ai ấy? Không biết trai. Cái gỗ này gỗ cùi à? Phải lìn thế. Đây, đây này. Nó đây cơ mà, quốc quốc này cơ mà. Có con xương nào mọi người? Đây 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 đây. Ơ, cái rìu của ta đâu rồi? Mẹ. Học rồi đấy. Chưa lượng, ta chưa lượng. Tao mới reset lại đầu bếp. À mày, thế mày có cái dương à? Ừ. Bên này. Không, mang cái dương lên để tao reset cái. Bên này có cái dương này. Đây, bên dưới. Thêm phía anh. Có mày xây đây này. Để có gỗ tao thôi. Không, tạo cái cầu thang thôi. Có gỗ không? Đưa tao một gỗ thôi. Một gỗ. Thôi. Ok, nhặt kiểu gì ta? Thế là gì rồi? Ok, đây này. Làm gì? Ý là nó đứng nó vướng chỗ á. Làm một cái ở ngoài đây cho nó tiện. Để không có, nhưng mà cái đấy phải là giữa làng á thầy. Cái đấy để nâng cấp làng á. Thôi thầy lại đi rồi. Ủa? Đồ chưa lút ra? Ủa? Thực. Rồi lút đi, sao lại bỏ đồ vào? Bỏ cái đồ của mày cần lấy vào, xong rồi đập bể cái đường trên thì thôi. Thì hết gỗ rồi. Đi chặt gỗ đi thầy. No. Nè nè, tí cho gỗ nè. Nhiều gỗ lắm. Đây, mình có người cover nhà đấy này. Tao thấy thầy đâu rồi? Đây, tao thấy gỗ đây. Thầy cần bao nhiêu? Đây, có 26 rồi thầy. Em làm luôn cái trụ ấy, nhưng mà làm ở ngoài á. Thầy làm đi, em đang đi, làm đồ quá. Quá. Bao giờ bây giờ để vỡ, vỡ. Mày đập tí là vỡ rồi. Ôi đi bèo mày xí, mày lừa tao rồi. Hả? Mất mẹ cái cuốc. Cuốc gì? Vãi lộn. Làm sao? Tao vứt cái rìu vào trong kia, tao đập vỡ cái dương ấy, mất cả cái rìu rồi. Mất là mất thế nào? Quanh đấy á, nó phải rơi quanh đấy. Quanh đấy thôi á. Tao lừa mày làm chó anh. Ê, quá trời quá luôn. Chín nha. Kéo quá đi. Trời ơi, mất luôn cuốc. Thấy ai đã có khiên chưa? Ai đã có cung chưa? Chưa ai đâu, làm cái chủ nhà nào, làm cái chủ nhà nào. Cái... Đâu, đâu. Cái gì sờ quay em quên mất rồi. Nãy em không bảo á. Sờ quay. Nè nè nè, tít 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 tít. Ủa, dưới xuống rồi. Nè, phố này. Em nhiều thứ thức ăn quá. Ủa, hồi nãy thằng ta đâu chưa thầy xịt đâu ấy. Mấy con cục xịt đâu ấy, đưa thầy lại ơi. Em giống với rồi thầy ơi. Nhanh ấy, đưa thầy chậm chọt, tạo mấy cái gia đình ấy. Trời ơi, ai giữ xịt trong người đâu thầy. Trời ơi. Xịt hả, xịt hả? Thôi xịt xịt xịt, còn xịt, anh thích xịt. Mẹ, thằng xịt này, thôi tao ra ngoài xịt ạ. Tao hết, tao thầy vô mấy cái đồ thầy lục chứ chứ nha. Tao không biết làm đâu. Để
Nãy em đưa thầy còn vứt. Biết, không biết là nó có cái gì đó. Không biết nó có cái công dụng đó. Ờ, gì? Ê, cái cỏ. Lại thăm gỗ về nâng làng nào. Lanh sói này. Ê, có ai đến đây rồi sao ấy? Đâu? Đến đâu? Ê, mọi người có cái lông đuôi sói không? Cái father á. Lông đuôi sói? Có. Nó lông gà mà. Lông gà em ơi. Lông gà. Chúng có lại vứt cuốc như này, thầy cây vãi. Ở trong rương đây nè, ở trong rương ở nhà có. Hết rồi. Có, còn đó, trong rương nhà. Alo, mà nhìn cho chim ra này, tao làm một lần duy nhất thôi nè. Rương đây nè, đây nè. Cái gì tao ra ngoài, nhòi bác sĩ. Ý là mà nhìn cho chim này, tao làm một lần duy nhất cho mày xem nè. À, thì cái này là để, ô. Wow. Mày vào xem đi. Cái gì? Thì mày tao chỉ cho mà làm mình sâu đỡ ấy nè. Ê, lấy xịt đó đâu ra vậy? Giết gà thầy ơi. Thầy, nhân con bò á. Thầy bét con bò á. Bét con bò. Mẹ, cái bọn này cứ vứt cái dìu quanh quanh. Ờ, ok. Phải nó cho sữa thôi chứ nó không có cho cức. Gà đã thế, gà đã có. Có. Ê, ai có một đống mè bồ này nhưng mà phun dương phun mẹ rồi. Đây. Mọi người, từ nay Tôm là cung thủ trong làng nha. Cung thủ luôn cơ đấy. Maple Slap. Tôi nhận này. Khu cúng. Cung thủ quá. Đó, vừa có khuyên, vừa có cung, thứ nào chưa nổi. À, mình ưu tiên để lại mấy cái gì nhỉ? Mấy cái cây màu tím cho mọi người để lại để trồng á. Em không biết là trồng bao giờ thì được đâu nhưng mà. Ô. Đi con mẹ ba cái cục tròn tròn đấy hết rồi à? Chị ơi, về nhà đưa gỗ chị hết gỗ đầm là mấy không? Chị hết cả lúc tức rồi. Hết rồi. Ok liền đây. Ta đang bị làm. Đúng là công khổ. Ơ, hết shelter rồi, nãy tôi không thấy con shelter rồi. Đáng gì. Ê, đừng có đạp tao. Ủa. Ê, trả tay này. Cái farm nè, cái này cái farm. Đi tìm hạt cây đi về mà trồng cây. Đấy, em một đống hạt đó, nhưng mà từ em phải farm, đi tìm nốt một con nữa. Con quái đá. Rồi, chỗ cất ấy đâu. Cái chồng được anh em mà mắc cười quá vậy, nó mắc cười lắm. Gắn lên Lego mà mắc cười lắm mày. Giờ rồi không biết cái túi nước hay gì nữa không nữa. Đừng có chém coi. Cái con mẹ trong đần vậy. Ừ. Ờ, không có nước hay gì á, để nó tự lớn hay gì á. Đây, mình Thôi, phải chờ nước thôi. Nhưng mà được có một bông mà. Thầy làm to lắm thầy. Phải còn xịt với lại cái gì đó, cái kia là cái gì, thầy cũng biết cái đó cái gì nữa. Soi là cái gì. Đất, thầy phải dùng xẻng thầy ơi. Xẻng ha, ok, để thầy vô tạo xẻng, ok. Quá, sao con này lưỡi dài vậy? Đầu burger này lưỡi dài. Ôi ôi. Ai có cái kia không? Cái kia là cái gì? Cái trồng trọt, cái không biết triển tài kiểu gì. Sạc. Có một cái trồng trọt wooden rod. Đây, wooden rod đây. Nè. Đâu. Nè, cho hết 7 cái này. Đúng chưa? Ở đây có đừng rốt, em cần 3 cái này. Ủa? Sao cái xẻng của mọi người trông xịn thế nhỉ? Đó,
tới được 102 cây rồi nè. Đó. Má nhìn hề điên. Aha. Sao mà grab. Tao đi sau vào hang tao bị lạc rồi. Alo. Cứu. Cứu mới. Cứu sao anh? Anh lạc kiếm cái thằng ở đâu nữa. Giải cứu. Lạc thì giải cứu. Mà đây là đâu? À, bắt mò về nuôi rồi đấy mọi người. Đi càng ngày nó càng bị sâu ấy. Wow. Tự nhiên mình chế flank làm gì ta? Mình cần cái golden rod mà. Ủa? Và vùng lạnh xong bị lạnh ạ, cay vãi. Ơ? Sao anh không chứa được cái golden rod nữa? Đi còn, mẹ cái máy này. Ủa? Sao? Sao được có cái sun cell ta? Sun cell nằm đâu? Ta đi hút, ta đi hút cất bò đây mày mọi người ơi, ta đang đi hút cất bò mọi người ơi. Ta đi bóc xịt. Nhưng mà hiệu ứng PK nhìn đẹp phết nhỉ. Ủa ai vứt thịt đi nhỉ? Nhiều á. Đào gì ấy, đào gì ấy. Đào đất, lấy đất, lấy đất làm trồng cây. Bỏ. Ê, mọi người tại sao là mình chế cái golden rod nó lại bắt mình chế cái ván trước, cái flank trước? Không á. Do mày ấy á. Mày chưa đổi sang công thức kia. Là sao? Oh, anh có cái anh thấy cái công thức anh không cần nói mà. Có cái chân từ ship ấy. Cô mẹ mày dùng tiếng Việt đi chưa? Ờ đấy, nhưng mà nó thì mà đổi công thức anh còn không hiểu. Rồi, bố mày đéo hiểu, đi mẹ dí lồn làm đấy. Nói là đổi công thức xong rồi đổi lại công thức đổi á. Đổi chỗ nào thì nói mẹ mày đổi đi. Ở dưới đấy, ở ngay dưới đấy xong có chiếc chain receipt này. Anh phải bấm vô cái button road cái anh E rồi, bấm E để chain receipt. Ừ bấm E cũng được. Không nhớ nút tắt đấy, anh thì bấm mẹ nói mẹ là E đi. Em không biết. Ơ. Em biết là bấm nút E thì em bảo anh bấm cái chain receipt để làm gì. Biết nói vãi lều. Ờ. Từ người ta biết đến cái chain receipt còn gì nữa. Mẹ được về nhà sao xa quá. Trường ơi Trường về cho Trường đưa thầy 200 cái gọi. Ô thầy em có cái hạt tím tím này thầy. Ồ, ở trong này đấy. Thế rồi, thầy chồng hết rồi. Đây này, đây. Đây đây đâu? Đây. Ok. Thầy không thấy em đang về ư? Không. Nhà xa quá. Cái này là cái gì, cà rốt rồi đúng không? Hai cái cà rốt rồi. Đây thầy ơi, em có hạt tím này. Đây, về nâng làng đây. Em có hai hạt tím này thầy đâu rồi? Anh đây bên chỗ trong cây nè. Đúng là chỗ này ha. Còng đít ngồi fan. Trong cái nào có common đó thầy. Common là gì? Ý là nó có cái gọi là cái xếp hạng đấy. Xếp hạng đồ. Ờ, lỡ rồi, để lát sau đã. Mấy cái cây này chạy lại. Ủa, mình có thể nâng được cái trên cái màu xanh rồi đúng không? Ừ. Ôi đi mẹ mình, tự nhiên mình làm cái màu xanh làm gì ta? Ơ, ờ, cái trụ nhà đâu? À, ở đây. Thầy đập á. À đây, để ra ngoài kìa. Đây là. Thầy đập thì xây lại rồi, cái thầy đập. Em chưa thấy á. Thiếu cái máy bảo đá rồi. Đây, máy bảo đá. Máy bảo đá để ở đây. Ai giữ xịt không? Ai giữ xịt phân bò không? Ok, thầy đợi tí để em đi sản xuất cho. Ta còn phân bò chứ phải có phân người á. Mẹ đứng ở thầy nhà thầy kiểu mở cửa ra đập mẹ vào mặt. Tao ấy đâu xem nhà là. Ai có đá. Anh đứng đây đúng đây. Đúng không? Anh đứng đây. Anh đúng không? Anh có sai không? Đó. Anh đéo vào được. Em xin hãy đập cái cửa đi nhá. Rồi cả đi. Rồi. Tôi nhện này, nấm. À kia tụi chắc. Ủa? Thằng Hưng đâu? Ti ơi, đi nhặt phân bò phụ Ti ơi. Mày thằng Hưng đi 500 mét nó chết ở bên kia rồi.
tìm mấy con bò đi nhập phân phụ đi. Ai ai có đá đây không? Đá đây này, đây này. Trong dương kia. Dương không có bạn. Không phát luôn. Tao vứt một đống ở đây mà. Đéo có, đéo có, đéo có một cái này. Đá, 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 đá này, đá này. Đâu? Đánh, đánh, đánh. Nghĩ ta. À, xoa đầu luôn nó sướng lắm vậy. Nè, địt mẹ. Không có. Đâu? Tao mẹ xiên nó. Tao mẹ chém nó. Lấy thịt. Giá của mẹ à. Đợi tí cho lát đã rồi nó ỉa. Đi tìm con khác. Có gà mèo. Gà có không? Có gà có cất. Ai cướp đá đấy. Tao xem là cái gì đó. Để nâng vàng á. Cướp nó có chứng. Ôi tít đây tít đây. Con này to. Chém nó. Kinh công.